Nãy mình sợ nó kêu mình đứng này. Nên quay trực tiếp mà hình cho qua ống kính thì chẳng quen dần dần những buổi làm. Tôi quay nít á nhưng mà tôi quay cái mặt không được, tôi diễn được nhưng mà cái miệng tôi bị câm. Không hiểu không? Tập vài lần nó là hết câm. Đang quay kìa. Hai cái đi vào. Còn một cái nữa là đầu tiên. Còn một cái nữa mới đau tim nè. Cái tám này là đau tim hơn nè. Thank you.
Dạ rồi, ok anh, nghe. Cương quá hả? Làm xong rồi hả? Ô cương cũng không có ở nhà hả? Ô đứa đâu ra? Ô mặt trời. Con lại nhìn nó ra. Đồ không không biết đồ không chắc không đã ừ.
phát hiện là mặt này mụn đá. Mm-hmm.